Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, hai trận cờ hay tại Cúp Phương Trang. Trận này diễn ra hôm qua ngày 18 tháng 7 năm 2023, mời anh chị xem. Trận đầu tiên Huỳnh Linh cầm đỏ đi tiên, Nguyễn Thành Bảo cầm đen đi hậu, chúc anh chị xem cờ vui vẻ.将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。 将军。 Chơi đến đây, Nguyễn Thành Bảo buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Hoàng Học Khiêm Hồng Kông cầm đỏ đi tiên. Nguyễn Anh Quân cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
chơi đến đây mất pháo, Nguyễn Anh Quân buông cờ nhận thua. Video em xin kết thúc ở đây. Cảm ơn anh chị xem video của em. Nếu thích anh chị, nhớ bấm đăng ký, bấm chuông. Em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị. Chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video sau.